Mập làm xong cái này Mập thấy như thế nào? Thật sự thì từ đó đến giờ chưa làm nên là cũng hơi háo hức. Hy vọng là Lùn sẽ thích á. Hai người có phải là cái type người thích lãng mạn không? Cũng chưa hẳn, cứ thích là cái gì nó thật á, cũng không phải là lãng mạn lắm, nghĩa là Tuân cũng nghĩ có. Là kiểu Lùn đi là một người làm công việc nghệ thuật sẽ thích mấy cái giây phút lãng mạn một tí. Có, nghĩa là nhưng mà thích kiểu mà hai đứa. Cảm ơn Mập vì nãy giờ đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc đời của mình. Chắc là mình phải mời Lùn lên để cùng chiêm ngưỡng thành quả của Mập với Tuân nãy giờ. Thì chắc phải gọi Lùn lên. Gọi Lùn lên. Lên Lùn ơi. Dễ thương không? Không nghĩ sẽ là như vậy. Rồi, không nghĩ rồi, bây giờ thấy như nào? Really? Nó hơi ngạo một tí đúng không? Nghe. Ôi trời ơi. Đó, ăn nha. Thank you, Vinamilk. Anh tặng em một món quà như này rồi thì em phải tặng cho anh ví dụ một bài hát hay là một câu hát gì đấy chứ nhỉ? Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta vội buông cách xa. Một khi đã yêu, trái tim nên lòng thứ tha, cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Cảm động vậy đó. Cái bài này là bài bằng Mộc rất là thích. Hiện tại là bằng Mập đang cài nhạc chung bài này. Thật sự là không có nghĩ là mình cảm động đến vậy. Vì trải qua nhiều á nên là thật sự ngày hôm nay á mình rõ ràng là mình đang sống trong tình yêu. Và không có nghĩ rằng là sẽ có cái khúc này. Thực ra mình nghĩ là mình mạnh mẽ, mình nghĩ là mình sẽ là cái đứa mạnh mẽ chứ không phải là cái đứa mà mất ước như thế này, nhưng mà phải cảm ơn Lùn này, cảm ơn Lùn là đã đến bên đời và hy vọng rằng là sẽ là cái người đi suốt cùng với mình trên cái hành trình còn dài còn ở phía trước. Và sẽ rất là nhiều cái khó khăn, sẽ rất là nhiều cái cam go. Tới một lúc nào đó mà mình thấy mình mệt á thì mình hãy ngồi xuống và mình có thể nhớ lại những cái gì mà mình đã từng trải qua. Ngày hôm nay á, Lùn là cái người mà đã cho mình biết được là thế nào là gia đình thứ hai, thế nào là một cái cảm giác mà được dẫn về nhà và giới thiệu với mọi người là đây là bạn của con. Trong một cái khung cảnh như vậy thì tôi nghĩ là hai người cần có một cái không gian riêng để có thể chia sẻ những cái điều mà 3 năm qua mình đã cùng trải qua với nhau để chuẩn bị cho những cái bước tiến mới trong tình cảm của mình, trong cuộc sống của mình. Nên tôi xin phép được nhường lại cái không gian này cho Mập với Lùn. Cảm ơn Tân. Ok, cảm ơn Tân. Trước khi Tân đi thì có một quả táo phù thủy dành bạn cho hai bạn. Rồi, hy vọng hai bạn ngon miệng. Dạ vâng, cảm ơn Tân. Okay. Hơi xinh xến tí xíu nhưng mà nghĩ rằng là thích đúng không? Cảm ơn Lùn. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là sẽ đứt đúng không? Nhưng mà ai nghe đâu thì giờ cũng còn đi và sẽ còn đi với nhau mãi. Lùn có nói gì không? Có quen Mập có vui không? Không. Không vui hả? Không. Tại sao vậy? Thì hạnh phúc và quá vui thôi chứ không có vui. Cảm ơn món quà của Real Life nữa nha. Rất là dễ thương nè. Có bao giờ em ngồi nói chuyện thẳng thắn với Bảo về cái chuyện là anh đã tạo cho em áp lực quá nhiều? Chưa. Em sợ em nói ra áp lực như vậy thì anh Bảo lại nghĩ là cái đó là điều mà anh Bảo muốn tốt cho em. Để một buổi nào đó em sẽ thử nói chuyện. Tại vì em sợ nói ra mà hai đứa lại có một cái mâu thuẫn rồi lại đen vui rồi là mất vui đi. Em không muốn nói. Tùy cách của mình nói.
mình nói nhẹ nhàng ngọt ngào thôi thì đâu có gì đâu. Sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á, em có cảm nhận là có nhiều cái khúc mắc mà em đã được giải quyết không? Em cảm thấy là những cái khúc mắc của em là em đã nói ra được hết tất cả. Và em cũng mong muốn là sau chương trình này em cũng sẽ gửi tới anh Bảo một số người bạn của nó hoặc là bạn của em, hy vọng có những cái lời khuyên mà giúp cho em và anh Bảo có một mối quan hệ nó tốt hơn. Nếu có một mong muốn đi mà em muốn Bảo làm với em á, thì em muốn Bảo làm cái gì cho em? Giống như trước đây anh Bảo nói là anh Bảo sẽ tháo nhẫn quá ba lần á, từ đổi nhẫn thì em vẫn chờ một cái giây phút mà em được anh Bảo đổi cái nhẫn khác cho em. Em cũng suy nghĩ là từ lúc đấy đến bây giờ chưa có nhẫn mới. Dạ chưa, vẫn là cái nhẫn cũ. Tụi em đã tháo rồi nhưng mà anh Bảo vẫn chưa có được. Ok. Thì chồng sẽ tặng cho vợ một cái nhẫn mới. Thì hy vọng là sau khi mình đem cái nhẫn này vào á, thì chuyện tình mình sẽ tốt hơn. Và mong sau bao nhiêu sóng gió rồi á, thì là mình sẽ hiểu nhau hơn, có được những cái suy nghĩ chín chắn, rồi cùng nhau mà phát triển cái mối quan hệ này đi lên. Đồng ý không? Dạ. Rồi. Dạ. Em hơi bất ngờ một xíu. Hơi cảm giác giống như lần đầu anh Bảo ôm vô lại. Hơi bay lên. Dạ, nó tâm hồn đây. Chưa nhập lại được. Đây cũng là điều bất ngờ mà chồng nhận cho vợ. Chồng cũng mong á, hai đứa mình là sẽ hiểu nhau hơn để có thể một cái tương lai nó là vững chắc. Rất là cảm ơn bọn em vì đã tham gia chương trình. Hai bạn là những cái mảnh ghép rất là khác biệt, nhưng nhờ vậy nó mới có thể ghép khít vào nhau. Và hy vọng là cái tình yêu này nó luôn tròn đầy như vậy. Anh chúc là nó sẽ có kết quả tốt hơn, ví dụ như một đám cưới chẳng hạn. Và anh hy vọng là anh được phép có mặt trong đám cưới của hai bạn, nếu có thể. Cảm ơn. Bạn nãy giờ có chia sẻ được những cái câu chuyện riêng tư của hai người á, thì em có cảm thấy là mình thoải mái hơn một tí xíu nào? Thì em cũng bình thường. Em bình thường nhá. Chứ em không có đặt nào vấn đề gì hết. Ừ. Em đôi khi em cảm thấy là em quen Nghĩa nhưng mà em còn hơi đề phòng cái gì đó không? Kiểu em không có thật sự hết mình với nó. Mà kiểu em giữ lại cho mình một cái điều gì đó để em sợ đau hay là em sợ buồn gì đấy không? Trong tình cảm thì không có lường trước điều gì hết. Đâm ra là tất nhiên mình sẽ giữ lại cho bản thân mình 10%. Rồi cái tình cảm 90%. Nó nằm đặt hết 100%. Tại vì em rất sợ. Rất sợ về mất tình trước. Đâm ra là em không có cố gắng mình đặt hết cả mình. Đến lúc nào đấy thì không, đến lúc mà hết duyên rồi đó, thì cái người buồn nhất là người đặt nhiều tình cảm nhất. Có bao giờ hai bọn em dành cho nhau những cái điều gì đó lãng mạn không? Hay là chỉ đơn giản là cái tình cảm đó nó như một thói quen hàng ngày? Em nghĩ như vậy là đủ, không cần gì đó mà không. Tại vì đơn giản là em không thích những cái cầu kỳ. Hay là món quà tặng quà này kia. Em chung mà em sợ mấy cái mà lãng mạn lắm. Mở dù buổi sáng gặp nhau này kia đi ăn uống này kia là em thấy là ok rồi. Nhân đây thì chương trình có một món quà nhỏ dành cho em, nhưng mà chắc là em phải quay mặt đi. Ra đằng sau kìa. Em đã hoa, em đó là em vỡ hết rồi. Không hề. Không bao giờ em có thể đoán được. Đó luôn. Nghĩa nè, phô. Không hề luôn. Biết ngay. Cơm nữa. Cảm ơn anh đã luôn bên em những lúc mà cực khổ nhất. Em đi làm hay bỏ bữa, mốt nhớ tập trung ăn uống vô. Tại vì anh cũng không có xe để mà chạy tới chạy lui á. Cũng nhiều khi có chiếc xe cái em đi làm, thì ở nhà anh cũng có xe. Nói chung anh cũng quan tâm thì em biết quan tâm làm sao. Hay nhiều cái nó còn anh còn thiếu hụt á, anh không em cũng biết. Nên là hôm nay thì em làm cũng không xa nhà lắm, anh nấu cơm thì em cho em. Thì anh cũng mong là nếu mà về thông qua chương trình thì cái gì mình cũng có thể thay đổi được.
dù ít dù nhiều thì anh biết là em có thay đổi, nhưng mà mình tập mỗi ngày nó một chút, có rất là nhiều cái nữa, nhưng mà chỉ mong là ở bên anh thì em sẽ vui. Bây giờ mình phải nói lời chia tay khán giả ngay tại đây thôi. Và với một cặp đôi rất dễ thương như vậy thì chúng ta nhận ra là cuộc sống nó sẽ có rất là nhiều khó khăn khi mà mình quyết định về ở cùng với nhau. Nhưng mà vì tình yêu thì mình có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó và lại nắm tay nhau để cùng nhau đi tiếp. Ban nãy khi mà nghe hai bạn chia sẻ về cái câu chuyện yêu xa đó, anh vẫn cảm thấy ở giữa hai bạn có một cái điều gì đó nó chưa thật sự cho cái việc yêu xa. Tại vì thứ nhất là Tùng Anh rất rất nhạy cảm, nhưng anh không biết là em có thật sự ổn khi mà chịu đựng cái sự nhạy cảm đó không anh? Dạ em cảm thấy được, tại vì lúc đầu em cũng thấy là muốn buông rồi. Mà thấy ở bên thì tại cái tính nó nóng thôi, nhưng mà chắc nó rất là tốt. Mà nóng cũng nhanh qua. Xong rồi em cũng hay dỗ riết rồi em quen á. Thế là nó cũng là, nó buồn là vì chuyện quá khứ của em thôi, nên dù sao em cũng hay. Rồi bây giờ ở gần nhau là như vậy, rồi em có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cái việc yêu xa lại chưa? Dạ. Thấy lúc sau cũng như là lúc mới bắt đầu vậy đó. Em nghĩ cũng vậy, cũng như là cũng gọi điện nói chuyện hàng ngày như nọ, rồi thấy qua màn hình nó cũng gần nhau chứ không có xa lắm. Nhưng mà sau này khi mà cái dịch này qua nhá, em sẽ quay về với công việc của mình, em bận rộn hơn thì em sẽ bị áp lực nhiều hơn. Em nghĩ là chắc em bán online luôn. Bán hàng online nó sẽ gửi đi liên tục nhé. Cũng thời gian cũng thoải mái. Bán hàng mình là nước hoa mỹ phẩm các thứ hả? Nước hoa mỹ phẩm với lại một số món ăn nhanh ăn vặt nữa. Em bán mấy cái đó luôn. Là ở nhà cho vợ dễ kiểm soát. Dạ đúng rồi, cho thoải mái, cho nó đỡ suy nghĩ. Thế thì em có cảm giác em còn có việc gì lăn tăn về cái mối quan hệ này không? Dạ em chỉ còn mình nó thôi. Em muốn cho nó dạy như là thay đổi, nó tin tưởng em nhiều hơn. Lúc mà trước khi bên Tùng Anh em chưa công khai á, em có quen ngầm vậy thôi. Nhưng mà khi mà em công khai rồi là chỉ có duy nhất mình Tùng Anh thôi, lại không có lăng nhăng hà điên này người kia. Em chỉ muốn cho Tùng Anh là bớt nóng và lại bớt suy nghĩ tiêu cực những chuyện không có đó. Suy diễn phải không? Suy diễn ra. Là muốn đừng có nóng quá để giữ cái tình cảm của hai đứa. Rồi khi em nói đây với Tùng Anh thì Tùng Anh trả lời em như thế nào? Kìm được. Kìm được. Em kìm được luôn rồi. Làm cách nào em? Thì em ở chung gì đó rồi em cứ ôm nó thổ thủy thôi, có tài nó thấm từ từ từ. Thế là ok rồi. Em có bất ngờ cho anh rồi. Anh làm gì em? Em biết đó giờ chuyện này toàn là chồng tặng vợ, nhưng mà hôm nay em làm ngược lại, em tặng anh. Cảm ơn vợ. Em giấu gì sau lưng tụi mày? Còn cái nữa. Thì ở đây còn lá thư nè, đi đọc trước đi. Em nợ anh rất nhiều lời xin lỗi. Em biết em cứng đầu hay giận hờn vu vơ. Em biết mình chưa thật sự tốt vì cái tôi của em, mà em không nói lời xin lỗi với anh. Nay em gửi lời xin lỗi với bó hoa này gửi tặng anh. Còn một món quà nữa. Okay. Kỳ vậy? Anh lột ra coi. Anh mở ra coi. Anh mở ra coi. Anh lột. Nghe nó trần trụi lắm. Thích không? Để đây em. Em biết đó giờ toàn là em ghen tuông vô cớ, toàn là anh giải hòa. Em không biết làm gì cho anh, chỉ biết mua quà tặng anh thôi. Cảm ơn vợ. Rồi, đẹp rồi.